nay tầm 10 giờ mới dọn vô. 10 giờ mới dọn vô hả? 2 giờ nó làm biển. Chiều mai là xong hết. À mai chiều mai là xong hết rồi. Bắt đầu là sáng mai bán luôn cái gì? Đúng rồi, sáng mai bán bình thường. À sáng mai vẫn bán bình thường. À, idol dạo này đi đâu mà bữa nay bữa nay mới thấy nè. Coi ngày 10 giờ hạp nên có chuyện. À 10 giờ mới vô được. Em nào đầu tiên để em chuyển xuống kia. Hả? Ngày nào chuyển đầu tiên xuống kia. Tối nay 10 giờ chuyển. Ủa bên kia trả luôn hả? Bên kia xong rồi. Bên kia trả sao luôn hả? Trả luôn. Ủa vậy chứ mấy đứa nhỏ đâu? Nó còn đang ở bển, tối nay nó về đây ngủ. À bên đó là Linh đang vợ chồng Linh đang đó cái gì? Đúng rồi, đang dọn bển á. À. Có nói gì cô chú không? Bên đây có nói gì cô chú không? Em đổi địa chỉ mới, em mong cô bác ủng hộ em như ngày xưa nha. À, địa chỉ như thế nào? Vô 510 Cách Mạng 8 phường 11 quận 3. Rồi. Tức là bây giờ em sẽ đứng ra phụ trách cái mảng khu sầu riêng luôn hay là sao? Đúng rồi, em trực chiến ở đây mà. À, em trực chiến hả? Đây rồi, đâu có ở bên kia nữa. À, mấy bữa nay đi đâu vậy mà cô chú không thấy nhiều người comment quá trời. Đi du lịch. Thắc mắc, trả lời câu thắc mắc cho... Đi về quê. Đi về quê hả? Đi về quê. À, mấy nay Thanh đi về quê. Rộng. Thấy rộng á. Cũng được, nếu chiều sau vô cũng tám mấy thì hơn bên kia đó Thanh hả? Rộng hơn bên kia nhiều. Rộng hơn bên kia, anh nhìn thấy rộng hơn bên kia. Bên đây có nhà vệ sinh nha. À, đặc biệt là đợt này là có nhà vệ sinh nha. Chứ mấy khi mất tiểu quá là trời ơi, nói thiệt cái mất tiểu quá là phải tranh thủ về. Nhưng mà kiểu ở đây là làm kỹ á, tôi ở trong không tôi ngoài được. Ở ngoài để xe rồi. Ở ngoài để xe. Ở trong đó, ngoài để nhưng mà để xe ngoài. Nhưng mà chỗ này em trang trí lên ok mà. Làm hết rồi mà. Ờ em trang trí em để ok mà. Để kệ ngoài này như một lần rồi nè. Ừ? Kệ hướng này nè. Kệ quay hướng này. Ờ. Ủa chỗ này có vẻ đông vui á. Đông vui. Dễ. Cái dính nhạc không? Đây cái nhà thờ Tiên Lành nè cô chú. Đó, hoặc là cái ngân hàng MB nha. Ngân hàng MB trên đây. À, gần lắm. Gần ngay chỗ công viên Lê Riêng luôn mà. Chắc công viên Lê Riêng. Mấy trăm mấy coi. 150 mét. Trời ơi, 150 mét. Nên là cô chú anh chị và các bạn ghé ủng hộ các bạn. Mấy bữa nay mình cập nhật tin tức thời sự, cập nhật thường xuyên cho cô chú để cô chú biết á. Thì hôm nay bất ngờ đi ngang qua thấy ông Thanh ông ấy nè, nước dọn nè. Mà sao hồi nãy ông để bà ở trên này? Trời ơi, anh chạy lên này nó kêu 2 giờ chồng. Kêu 2 giờ chồng dọn dẹp. Tiền đó đang chưa mới gọi thì cho chị trả tiền đó. Dạ hả? Quay lại không? Hả? Còn lại quay nữa không? Không. Về, cái thúc rồi. Có ai nữa vậy? Hả? Có tiền chưa? Có một chút luôn chứ. Có một phương chứ. Phương chưa à? Mày phèn ở đây. Về đây là bán bánh nữa. Bán bánh chưa hả? Bánh được rép á gì? Rép với bánh phú sĩ. À, bánh phú sĩ nữa hả? Ở trên hai lầu mà. Trên hai lầu đúng không? Có em chân dài nào phụ Thanh dọn sầu riêng thì ghé phụ nha. Hôm trước nói bao nhiêu tiền? Không biết. Bao nhiêu tiền? 30 là đặt cặp 60. Được có 36. 36 hả? 36 mà nghe nó là cặp mấy tháng luôn mà. Đúng rồi, 4 tháng. Không, mà nếu mà giá đó mà hai nhà thì cũng được. Em ở đây vòng đây cũng được. Cái này vẫn ở được mà. Ở được. Ở vì trên lầu thoải mái hơn. Thoải mái hơn. Với ở đây thì Thanh không có đi đâu được hết á. Đi đâu thì làm gì em cũng về đây hả? Nhà đại đi, mang giúp đại đi chưa? Ủa ghế đây là mình người ta để lại cho mình hả? Ghế này của bên cũ bên kia chia lại cá cặp để ăn trà lên cơm á. À dạ hả. Bên Quỳnh Thiện Lộc là dọn về đây luôn nha quý cô chú anh chị và các bạn. Tức là bây giờ là 03 Quỳnh Thiện Lộc và 415 Cách Mạng 8 thì Thanh sẽ giờ về địa chỉ là 510 Cách Mạng 8 phường 11 quận 3. Dạ. Ủa mà sao thấy ở trên trống vậy? Chưa được. Em ngày mai có giá bản mà. Không. Tầng trên á thấy sao ta vô được á. Không. Đâu có mê em cán bản tất luôn mà. Được hả?
Đây là có cửa mà, dán bản đồ luôn à. Đúng rồi. Mai mới làm điện đồ lại hả Thanh? Đúng rồi ạ. Mày mới làm xong đó. Cái này cái nhà này người ta cũng mới vừa dọn, mới vừa dời đi mà. Mới vừa dời hôm qua. À. Nên là cũng đúng tháng người ta cũng vào đi thôi. Chuẩn bị là cô chú anh chị xem idol cui sầu riêng nha, không thắc mắc nữa. Những cái lúc vất vả như thế này mà không có anh nào mà anh tới anh phụ giúp đồ. Đó. Hình như cái này là mới vừa biết lại đúng không Thanh? À biết lại đúng không? Chứ một cửa tiệm mà. Đó, cập nhật tình hình trước cho cô chú, tức là ngày mai, hôm nay là ngày 31 cho cô chú. Ngày 31 tháng 7. 31 tháng 7 2023 thì ngày mai bắt đầu là Thanh sẽ bán tại đây. Và không bán tại đường 415 cái mạng 8 nữa. Đặc biệt là idol sẽ ra tay. Vợ Thanh chỉ khui, chỉ đếm tiền thôi. Ồ cái này phải tọt nước ra đó Thanh. Đạt rửa cho nó khô xong bắt đầu mới lên quét sơ rồi lau lại nữa. Đúng rồi, lau lại xong rồi mình mới để. Nó đang dọn ở trên á. Ai? À, Linh nè. Không có người rửa dọn nữa. À đúng rồi. Ấy bữa nay có cái dịch vụ mà dọn nhà, dọn vệ sinh đó anh. Theo giờ đó. Cho nó rẻ. Cực quá đơ dọn mà. Nhậu có mày không? Nhậu cũng mệt vậy. Nhậu của mày à? Mệt chứ. Dọn nhà của mày mà dọn nhậu của mày đúng không? Ở bên này anh nhìn qua nhìn lại là anh thấy nó rộng hơn, nó sâu hơn á Thanh nhỉ? Vì nghe nó rộng hơn, vì sâu nó sâu hơn. À. Hay là do bên kia nó ngang có bức tường kiến á. Ngay chỗ ông địa đó. Đúng không? Ngay chỗ đó là em bị mắc cái chỗ đó. Ồ, vậy còn cái thùng bên kia đem đây nữa để đâu ta? Để à trong này luôn hả? Có tủ đông hả? Thanh tới 3-4 tủ đông là mà. Hai cái tủ mát. Hai cái mát để đó, xác cái tủ. Và thằng nào mà bán bánh thì cái mát để mà. À, đúng rồi. Cái này mình để đồ trước được không ta? Được. Không, ấy là mình để cái kệ sầu riêng. Để cho cái này em phải làm cái đèn cho nó sáng lên xíu. Đúng không? Bởi vì nó khuất cái cây á. Em dán đèn sáng lên biển hiệu xong đèn quấn em quấn luôn cái này Thanh. Đúng rồi, cái đèn giống như dưới kia đó. Cho cô chú để ý. Cái là nó ồn ào hơn luôn á. Ồn ào hơn. Đi chạy tất nào bao nhiêu? Công viên kìa. Gần công viên, cô chú đi chơi công viên rồi ghé ăn sầu riêng à, cho nó tiện. Đúng không Thanh nè, ghé chương trình ngày mai khai trương á, rồi có tung chương trình khuyến mãi gì không? Để giống như là tri ân khách hàng hay là giới thiệu địa chỉ mới không? Thì để chập đó anh chị em đang liền, cái này là đang liền. Mua sầu riêng tặng bánh kép. À, tức là ngày mai là mua sầu riêng tặng bánh kép à? Tức là ngày mai ngày cô chú anh chị xem cái clip này á, khung giờ sáng thì giao bánh không kịp, chắc khung giờ từ 2 giờ chiều nha. 2 giờ chiều mới có hả? 2 giờ chiều thì tối. 2 giờ chiều sáng ta giao bánh không kịp á. Ừ. Tại vì bánh nó phải làm trong ngày. Rồi. Khuya ta làm tới trưa ta xong rồi ta giao trong ngày. Thấy Thành bữa nay ốm hơn xíu đó cô chú. Ốm mà đen hơn. Ờ. Ốm mà đen hơn. Trang nén chảy trời. Nhìn bây giờ. Sương gió. Được rồi, ở cái chỗ này là đó, còn cái chỗ cũ của Thanh là từ đây đi, từ ở trên chỗ cũ mình đi lên đó cô chú xíu à. À, 400-500 mét à, không có nhiều. Thì chắc công viên đây 150 mét. 150 cỡ đó hả? Ở đây Thanh có địa thế đồ như thế nào không? Địa thế là chân dài rồi đó. Hả? Nói gì cái chuyện là quần áo. Mobile.
À, Hoàng Gia Mobile à. Alo. Trọng Thanh chờ chứ ông á. À, cô chú. À, công viên Lê Thị Riêng nè. Ở à, công viên Lê Thị Riêng đó nghe chỗ cái xe lớn lớn đó, cô chú. Cô chú tới tìm cái nhà thờ Tiên Lành là trên đường tiên đối diện xéo xéo qua cái nhà thờ Tiên Lành là biết liền. Hiện tại là Thanh vẫn chưa đặt cái bảng đây, vẫn chưa, ngày mai á, ngày mai bắt đầu mới làm nha cô chú, ngày mai bắt đầu là cập nhật nè, mới làm, bây giờ là vẫn chưa. Chúc hai vợ chồng Thanh khai trương hồng phát, mua mai bán đất, bán được nhiều tấn sầu riêng hơn. Bên cạnh cho thuê luôn anh Hà. Bên cạnh cho thuê. Ông chủ này em có mặt bằng đây ông cho thuê xuống quá hả? Còn không cần cái gì, có cái mặt tiền à, được rồi, sống khỏe. Có mặt tiền cho thuê sống khỏe. Đây đâu là giao giữa quận 3 với quận 10 đó. Bên này là quận 3 nha cô chú, bên này quận 3. Còn bên kia là quận 10, quận 10. Kia là phường 15. Quận 10. Phường Hà Mỹ Bay. Thấy thấy quen. À. Cho nó là chuyên bán điện thoại á. Điện thoại ngay chỗ FPT Shop nè. FPT Shop á. Ngay chỗ FPT Shop luôn. Cũng dễ tìm hơn so với tìm, cũng dễ tìm. Không không bị cặp ba, cặp ngân hàng MB. Cặp ngân hàng MB. Nên ngay chỗ đây là chỗ ngân hàng tài chính không á. Nào mà ACB nè, rồi VB Bank nè, rồi ngân hàng MB nè. Nói chung là anh Thanh là vợ anh Thanh nói rồi, tức là khi chồng em khui xong rồi á là tiền cuối ngày là em chốt qua ngân hàng liền chứ em không em không có để nhà. TV điện. Kim. Đó cái chuông á. Ủa với cái đèn này nó vẫn sáng chứ ta? À người ta lấy hay à? Hả? À người ta rút hết ra lấy hết không? Cái chuông chuông để trong nhà có động báo động rồi là có một cái lượng khách rất là ổn định luôn, các chị là đi mua đồ quần áo đối diện là shop giày, gặp bên quần áo, bên kia là shop đồ nam. Ờ rồi gặp bên ngân hàng kiếm tiền qua hàng rút ra mua đồ điện điện thoại. Trời ơi, nói chung là cái khu này là cái khu thầm bút mà của Sài Gòn mà. Ồ, ngay chỗ đây là gần ngay chỗ cái đền thờ cái gì Đức Lý Triều Quốc Sư. Triều Quốc Sư luôn. Gặp bên là đảo Tinh Lành. Dễ tìm, dễ tìm. Chỗ này dễ tìm. Mấy nhãn hàng lớn không à. Được rồi. Lên tầm cao mới. À, lên tầm cao mới. Từ không có toilet. Đặc biệt là bữa nay cô chú nào mà tới mua sầu riêng là có chỗ đi vệ sinh nha. Có chỗ đi tiểu. Bởi vì ở dưới kia là nhiều cô chú tới mà mua sầu riêng á, lỡ bí quá. Kêu hỏi có nhà vệ sinh không. Mình kêu ông chủ lắc đầu, kêu không có. Chịu. Còn trên này thì cũng có nhà vệ sinh nên cho cô chú cho cô chú đi vệ sinh lỡ. Cho tắm luôn. Anh chủ kia cho tắm luôn kìa. Rồi em cập nhật tình hình địa điểm mới của Thanh nha. Bây giờ địa chỉ cũng chưa có nữa. Địa chỉ bạn chưa có dán lên. Vẫn chưa có dán cái bảng lên nên là em cũng gắn, sáng mai gắn xong. Mai gắn lên xong. Ngày nay tất bật.
lòng núi luôn anh. Hả? Chiên đồ được lòng núi. Đúng rồi, chiên đồ. Nói chung một lần dọn nhà cực lắm. Một lần mình dọn nhà ra vô dọn cực. Yeah.